thì em Lê Hương sẽ lên sóng về một mẫu xe Kia Forte. Các bác nhìn này, form dáng cực kỳ thể thao luôn, với lớp sơn màu trắng đẹp hỗ trợ cho em rất là nhiều đồ chơi, hội tụ hết vào chiếc xe Kia Forte của em Hương đây ạ. Em này thì được sản xuất vào năm 2013 với động cơ trang bị 1.6 và là số tự động đẹp nhất đời 2013, bản lắp ráp trong nước, động cơ trang bị 1.6. Giá chào bán chiếc xe Kia Forte này là 365 triệu. Những bác nào đang quan tâm về dòng Kia Forte thì nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương qua hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Sở hữu một lớp sơn màu trắng đẹp trên thân xe với những đường dập nổi thì cực kỳ sắc nét. Đèn pha phía trước các bác nhìn này, em Hương ưng nhất là bộ đèn pha phía trước này. Có đèn phá xương này, đèn halogen này, có một dài đèn led định vị ban ngày cho mình luôn. Phía sau có đèn gầm đầy đủ rồi. Xi nhan thì cũng được tích hợp ở trên gương. Tất cả những đường dập nổi trên thân xe này cực kỳ sắc nét, khớp lối này, nhìn kỹ mới thấy nhá, nếu như nhìn qua là không thấy đâu ạ. Một dàn lốp của dàn Kia Forte này còn rất là mới và đẹp, và cái chiều ngang của cái bề mặt lốp này, các bác nhìn là thiết kế cực kỳ đẹp luôn đúng không? Dày nhưng mà không quá thô, nhìn form cánh thể thao luôn. Phong cách thể thao cực đẹp luôn ạ. Phanh ABS được trang bị đầy đủ cả 4 bánh cho em. Gầm bệ nói không với mộc mọt nhá. Lốp sơn màu trắng đẹp, giá chào bán 365 triệu. Chân gương thì cũng được tích hợp xi nhan rồi, dặm mí mắt nhỏ như thế này, nhìn rất là xinh xắn luôn. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Gương kính thì liền đời theo xe, xe đời 2013. Thì kính rất là đời 2013 khách hàng nhà mình nhá. Đi sâu hơn nữa ở bên trong khoang nội thất của xe thì em sẽ quay trước là táp ly cánh cửa bên mắc tài. Từng con ốc nhỏ nhất vẫn còn nguyên bút chấm sơn, bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất này. Móc khóa thì cực kỳ sáng choang. Gương kính thì auto tự động. Đây, chỉnh này, gương kính auto tự động cho em. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa. Đây là một trong những cánh cửa mà bác tài sẽ là người sử dụng nhiều nhất, mà không hề bị bóng, không hề bị mòn các bác nhé. Đây là phần ghế da này, da thông hơi lỗ này. Keo chỉ zin cả 4 cánh cửa luôn. Đây, tất cả những cái sticker này, Kia Forte này, còn nguyên và đầy đủ thông số này. Cái móc khóa này, từng con ốc cũng không hề bị vặn mở. Ghế da cũng là ghế da zin luôn các bác nhé. Bước luôn vào trong khoang hàn nội thất cũng như là ghế của bác tài em sẽ nhìn thấy này. Chân vô lăng em ưng ý này các bác này, nhìn vô lăng là da mềm, không cần phải bọc cũng không cần phải mặc áo, nhưng mà em nó không hề xước, không hề chảy. Là một cái da mềm với những đường khâu thủ công cực kỳ đẹp luôn. Vô lăng thiết kế 3 chấu, tổ hợp phím bấm nghe gọi trên vô lăng này, có tăng giảm rồi. Và em này thì có cả hỗ trợ gẩy số thể thao trên vô lăng nhá, âm và dương đây các bác này. Euro chuẩn của em nó là 8,2 vạn, đời 2013 và 8,2 vạn. Vậy là trung bình 1 năm đi được 1 vạn hoặc hơn 1 vạn một chút các bác nhé. Đầy đủ cho em này, đề lồ thông minh, màn hình giải trí cỡ lớn rồi. Màn hình giải trí cỡ lớn này. Tay này các bác này, nhìn cái phần áo da của phần củ số này, số tự động đẹp này, phần củ số thiết kế cũng cực kỳ tinh tế, nhìn rất là đẹp luôn, áo da không hề bị rách vỡ. Phanh tay đây cũng không hề bóng, không hề mòn. Xe được trang bị cho em là cổng sạc 12V, cổng AUX và cổng AUX nhé. Điều hòa auto tự động hai vùng lóng lạnh cho em, màn hình cỡ lớn rồi. Phần táp lô đây cũng cực kỳ rộng rãi luôn, túi khí an toàn trang bị trên táp lô cũng như trên vô lăng của bác tài. Gảy số thể thao trên vô lăng, cụm đồng hồ này nhìn sắc nét luôn, 8,2 vạn. Cam hành trình có rồi. Và chiếc xe Kia Forte của em Hương 2013 số tự động có cả cửa trời luôn các bác này. Cửa sổ lóc nhìn ra bên ngoài mồn một luôn, nhìn rất là thể thao và rất là sang trọng luôn. Ghế da cao cấp căng mọng cũng không hề bị nhăn nheo. Đây, bệ chống mỏi tay nhá, cũng như là một cái cốp để đồ mini cho mình. Những bác nào thật sự quan tâm về dòng xe Hyundai Accent thì nhấc máy và liên hệ cho em Lê Hương đi ạ. 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn về dòng xe Hyundai Accent đây. Form dáng hình thức mẫu mã em Hương không chê được một điểm nào, và cam kết là không một lỗi nhỏ luôn ạ. Hàng ghế thứ hai cũng cực kỳ rộng rãi này, phía dưới có thảm cao su lon, vệ sinh dễ dàng mà cũng cực kỳ sạch sẽ luôn, thoáng mát cho mình mà không tạo ra cái mùi khó chịu đâu ạ. Ghế da cao cấp căng mộng, từng con ốc không hề bị vặn mở đây. Móc khóa thông minh, trẻ nhỏ nhé, đầy đủ cho em, móc khóa cửa này. Móc khóa thông minh trẻ nhỏ còn nguyên và đầy đủ này, táp ly đây. Vân đẹp như thế này mà, phần này là phần da mềm này, đây cũng là phần da mềm này. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa rồi. Móc khóa đây. Không đâm xô, không ngập nước, đấy là cam kết ngọc luôn, cam kết vàng luôn khi mà các bác mua xe bên em. Phía sau xe trang bị cho em là 4 mắt cảm biến ma chạm phía sau. Và em này thì có cam lùi đầy đủ rồi các bác nhé. Đấy. Mở xe sẽ là bằng khóa khiển cho em. Và khoang cốp cũng vậy, là mở khóa khiển cho em luôn ạ.
Vì em này thiết kế là bản sedan hai đầu lên khoang hành lý thì cực kỳ rộng rãi luôn. Ở phía cốp xe thì còn có một cái chai dầu này, dầu nhớt gì đây. Và mấy cái bản thiết kế thì không biết là bác chủ cũ làm về cái ngành nghề gì mà rất giống như là thiết kế này. Đây, tổng mặt bằng. Chắc là bác làm bên thiết kế rồi. Khoang động cơ máy móc của chiếc xe này thì em đã quay, tí nữa sẽ quay. Còn khoang hành lý các bác này, vừa rộng rãi vừa sạch sẽ. Lốp sơ cua, dụng cụ tăng kích lốp còn nguyên này. Lốp sơ cua còn rất là đẹp luôn, dày dặn. Máng nước hai bên phía cốp cũng vậy luôn, không hề bị méo, cũng không hề bị biến dạng nhá. Quay chi tiết luôn. Bao giờ em Hương cũng sẽ quay một video rất là chi tiết này. Keo chỉ zin phần lắp cốp này, các cái lốp cắt thoát nước đây, hay là cái thảm chống nóng giảm nhiệt cũng vậy, còn nguyên và đầy đủ cho em. Bản sedan hai đầu với thiết kế cánh gió phía sau hơi vát lên, nhìn rất là khỏe khoắn thể thao luôn. Bước sau hông bên đây cũng vậy nhá, nước sơn màu trắng đẹp, cảm biến phía sau là bốn mắt rồi, một dàn lốp dày dặn. Hệ thống trang bị phanh ABS chống bó cứng cực kỳ an toàn cho em Hương ạ. Nốt các bác nhìn này, mới đét luôn. Dày dặn như thế này cơ mà, những cái lông, những cái tua tua như thế này còn nguyên như này cơ mà. Hệ thống này, phanh ABS rồi, mâm này, mâm đúc thể thao hợp kim rất là đẹp luôn. Từng con lốc nhỏ nhất em cũng sẽ quay. Táp vi keo chỉ zin cả bốn cánh. Xuất sắc luôn, phải gọi là xuất sắc luôn. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa đây, gương kính cam kết liền đời theo xe. Hàng ghế thứ hai thì cũng cực kỳ là rộng rãi luôn. Từng con ốc nhỏ nhất đây các bác này, không hề bị vặn mở đâu nhé, không hề vặn mở. Móc khóa thông minh sáng choang. Cái này để các bác đơn giản thì là đập cửa vào thì nó không bị mạnh thôi. Đấy, chống đập cửa đây này. Bác chủ rất là cẩn thận luôn. Táp ly đây, đẹp căng luôn. Keo chỉ zin cả bốn cánh cửa. Từng con ốc bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất các bác nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một vòng về ngoại thất cũng như là nội thất của xe. Đến bây giờ thì em sẽ mở hẳn khoang động cơ máy móc của xe để em quay để khách hàng nhà mình cùng chiêm ngưỡng nhé. Xin nhan trên gương, phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa, đầy đủ combo cam lùi, cam hành trình cộng màn hình giải trí, túi khí an toàn, cảm biến sau xe. Phía trước thì có mắt cả, có cho em là giải đèn led này. Và bây giờ thì em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc của chiếc xe, hay còn gọi là trái tim nhé. Một trong những cái bộ phận quan trọng nhất khi đi xem xe, không thể bỏ qua. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Kia Forte, được sản xuất vào năm 2013. Máy số thì zin đét này các bác này. Từng con ốc đây, kể cả những cái ốc của phần máng nước hai bên này, cụ giảm chấn giảm sóc này, không hề bị vặn mở các bác nhé. Đây các bác nhìn ốc tròn xe rồi. Hay từ những con ốc thanh ngang cũng vậy luôn, không hề bị vặn mở này. Máng nước hai bên đây, em Hương bao giờ quay video cũng sẽ quay rất là kỹ luôn. Tình trạng của xe như thế nào thì em sẽ báo cho mình là như vậy nhé. Khung răng sắt xi hai bên, động cơ là bốn máy cho em. Hệ thống phanh ABS chống bó cứng đầy đủ nhé, từ những cái thanh dây này, ốc này, không vặn mở dù chỉ là một con ốc, cam kết vàng cho mình luôn, ắc quy đây. Quay hết phần khoang động cơ thì em sẽ quay lên phần lắp cabo. Lắp cabo cũng là lắp cabo zin luôn. Keo chỉ zin cả lắp cabo, các cái lốt cắt này, các cái lốt bấm đinh tán này còn nguyên. Kể cả những cái thảm chống nóng giảm nhiệt, nếu như mà xe nào mà nó đi nhiều còn nó lát ra rồi, không còn giữ được đâu ạ. Ốc cabo ơi các bác nhìn nhá, siêu sắc lét luôn, không hề vặn mở, không hề lát đâu ạ. Đấy, vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc siêu phẩm Kia Forte, được sản xuất vào năm 2013, số tự động, với động cơ trang bị 1.6. Những bác nào mà quan tâm về dòng xe Kia Forte của em Hương thì nhắc máy lên và liên hệ qua hotline để được em Hương tư vấn với một cái giá tốt nhất nhé. 0354602790. Còn bây giờ thì có lẽ là em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những buổi review cũng như buổi báo giá 11:30 các ngày trong tuần. Nắng mưa em đều có lên một buổi báo giá trực tiếp cho mình. Và đừng quên địa chỉ bên em, 51 Thanh Xá Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Kết nối số điện thoại em sẽ gửi định vị qua Zalo cho mình. Kia Forte đời 2013, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.6, giá chào bán 365 triệu.